Nếu như các bạn muốn đặt hàng mình một đoạn giới thiệu hay là một đoạn intro như thế này cho kênh YouTube hoặc là TikTok của các bạn để các bạn bán hàng ấy, hoặc là những buổi thuyết trình của các bạn trên lớp ấy, thì đây cũng là một đoạn giới thiệu rất là phù hợp nha. Thì có thể liên hệ với mình qua cái link fanpage ở bên dưới để chúng ta cùng thỏa thuận một cái giá cả thật là hợp lý nha. Được rồi, trước khi bắt đầu nội dung chính của video ngày hôm nay thì mình muốn gửi lời cảm ơn đến một bạn khán giả trên kênh của mình. Đó chính là bạn Seiko. Hôm qua bạn ấy có gửi tặng mình một cái super thanh trong cái video mà mình hướng dẫn mọi người cái cách để bất tử ấy. Đó thì bạn ấy có gửi tặng mình một cái super thanh thì mình cảm ơn bạn rất là nhiều nha. Xin chào các bạn. Cảm ơn mọi người đã lựa chọn và theo dõi video của mình nha. Như mình đã thông báo từ trước thì hôm nay là ngày mùng 9 tháng 8 thì sẽ là ngày mình công bố kết quả 10 người may mắn, ngẫu nhiên may mắn chiến thắng cái giveaway trên kênh của mình để tối nay mình gửi danh sách cho người ta luôn để người ta có gì gửi quà sớm cho mọi người nhá. Thật sự là cái đợt giveaway này tỷ lệ đối chọi rất là ghê nha mọi người nha. Có đến 450 cái bình luận, hơn 453 cái bình luận. Đó, thực sự là cái tỷ lệ chọi nó rất là ghê luôn. Là mình thì hy vọng là sẽ có nhiều bạn mà chưa trúng trên kênh của mình lần nào và sẽ trúng nhá. Còn những bạn nào mà đã trúng độ 1-2 lần rồi thì sẽ nhường cái sự may mắn đó cho những bạn khán giả khác nhá. Được rồi, không dài dòng nữa, mình sẽ đi tìm kiếm những người chiến thắng luôn nha. Được rồi, vừa nãy mình định vào game để sâu những cái hầm chứa của mọi người, nhưng mà game nó đang bảo trì. Đợi mãi tầm hơn 30 phút thì game nó vào được rồi. Còn mấy cái sự kiện trong game thì ngày mai mình nói nhá. Hôm nay chúng ta cứ tập trung ở giveaway nha. Được rồi, bây giờ mình sẽ tìm người chiến thắng đầu tiên nha. Bắt đầu. Bạn đầu tiên chiến thắng giveaway trên kênh của mình là bạn chắc chắn bạn này tên là Chi rồi. Ok. Thôi cái gì khó quá thì chúng ta bỏ qua nhá. Đây là hầm chứa của bạn ý nhá. Nick trong game bạn ý tên là Công nhá. Tiếp theo là bạn khán giả số 2 nhá. Số 2 này. Thị Nguyễn. Thị Nguyễn này. Ok, bạn này bình luận đúng nha. Tên là Dragon. Đây là hầm chứa của bạn này ý nhá, của bạn Thịnh nhá. Ok. Tiếp theo là bạn khán giả thứ 3 nhá, bạn khán giả số 3 nhá. Bạn khán giả thứ 3 may mắn trúng thưởng trên kênh của mình là bạn Hiếu nhá. Bạn Hiếu nhá. Bình luận đúng nhá, bạn ý bình luận đúng nhá. À rồi, cảm ơn lời chúc của bạn nhé. Mình cảm ơn lời chúc của bạn nhé. Đây là hầm chứa của bạn Hiếu nha. Tiếp theo là bạn khán giả may mắn số 4 nha. Đó chính là bạn Minh Đức. Rồi ok, bạn ấy bình luận đúng nha. Đây chính là hầm chứa của bạn ý nha. Bạn ý cũng đang online đó. Rất may mắn cho bạn ý luôn. Rồi sau đây sẽ là người khán giả thứ 5 nha. Nam Phạm. Rồi bạn ấy bình luận đúng nha. Đây là nick của bạn ý nhá. Tiếp theo sẽ là bạn khán giả may mắn thứ 6 nha. Ok, bạn ý bình luận đúng nha. Bạn Quốc Thoại. À Thái. Nguyễn Quốc Thái. Nguyễn Quốc Thái. Ồ, bạn này là một bạn vừa mới chơi luôn, vừa mới tạo nick luôn á. Chúc mừng bạn nha. Tiếp theo là bạn khán giả may mắn số 7 nha. Bạn Hải Nguyễn. Bạn Hải Nguyễn. Rồi bạn ý bình luận đúng nha. Thì đây là hầm chứa của bạn nhé. Đây là hầm chứa của bạn ý nhé.
Bây giờ sẽ là bạn khán giả may mắn số 8 nha. Đó là bạn Phương. Bạn Phương bình luận phía sau của bạn thì mình không đọc được, tại vì cái web này nó không cho mình đọc hết bình luận. Bây giờ mình bấm vào đây là reset hết luôn, mất luôn nhé. Rất mong bạn thông cảm nhé, không biết đằng sau này bạn bình luận gì đây. Dù sao thì cũng chúc mừng bạn nha, bạn là khán giả may mắn số 8 nha. Đây là game của bạn ý nhé. Bây giờ sẽ là bạn khán giả may mắn số 9 nha. Đó là bạn Nam Nhật. Ok, bạn ý bình luận đúng nha. Rồi thì đây là hầm chứa của bạn ý nhé. Được rồi, thì mình đã tìm ra 9 người rồi. Đây sẽ là cái bạn khán giả cuối cùng may mắn trong cái giveaway tháng này nhá. Ồ, đó chính là bạn Tiến Dũng. Một bạn khán giả mình gọi là rất là thân thiết với mình luôn. Chúc mừng bạn, bạn là người duy nhất mà gọi là sao nhỉ, gọi là thuộc dạng gọi là lâu, rất là lâu, gọi là sao nhỉ, gọi là fan rất là lâu trên kênh của mình rồi. 9 bạn vừa rồi đều là những người mà mình thấy là rất là ít khi bình luận, đều là những người rất là lạ, nhưng mà bạn Tiến Dũng là một trong những bạn mà cũng gọi là chơi cùng mình rất là nhiều luôn, và cũng gọi là tương tác với kênh mình rất là nhiều. Thì chúc mừng bạn Tiến Dũng đã là người thứ 10, người số 10 may mắn trong cái đợt giveaway này của mình nhá. Rồi thì đây là hầm chứa của bạn ý. Thì mình cũng đánh giá là bạn này là hầm chứa là ngon nhất trong cả thảy 10 bạn. Thì bạn Dũng là hầm chứa ngon nhất. Bạn thì cũng là người gọi là chơi rất lâu rồi, khán giả theo dõi mình cũng lâu rồi, không phải là người mới chơi, nên là cái điều này cũng dễ hiểu thôi. Và bạn ý chắc chắn là cũng có nạp ít nhiều vào đây. Giveaway tháng này của mình đến đây là kết thúc rồi. Đó, thì mình cũng rất vui tại vì đã có 9 bạn. Đấy, 9 bạn mà là những cái bạn đều là những bạn mới, mình khẳng định là như vậy. Những cái bạn này mà mình cũng không thấy các bạn bình luận nhiều ở trong những video của mình, đều là những cái bạn mà mình thấy rất là lạ, mình không thấy các bạn ấy tương tác nhiều. Thì cũng chúc mừng những cái bạn này, bởi vì đều là những cái lần đầu tiên các bạn tham gia mà được luôn thì thực sự rất là may mắn, đúng không? Được rồi, thì còn những bạn không may mắn trong tháng này thì chúng ta lại đợi những tháng tiếp theo thôi. Thì mỗi tháng mình tổ chức một lần mà, chúng ta thả nhẹ cái bình luận rồi chờ đợi sự may mắn thôi, chứ cũng không có cách nào cả. Cảm ơn các bạn đã tham gia cái giveaway của mình. Mình hy vọng là 1.000 Ocoin ít ỏi này thì sẽ giúp các bạn được một chút xíu trong cái quá trình các bạn cày cuốc cũng như là xây dựng đội hình yêu thích của các bạn nhé. Cảm ơn mọi người, hẹn gặp lại các bạn trong những cái đợt giveaway tháng sau nhé. Bye bye.